Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh cái cách mà sử dụng bộ tốp và gô để tránh cái trường hợp mà mình giá nắm thất bại khi mà mình kéo nắm ra thì nắm nó không ở trong vỏ xe mà nó đi theo cái bộ dụng cụ luôn. Thì lý do tại sao thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Tại vì có một bạn đang ở trên con tum, đang đi tour và giá thất bại nãy giờ cho nên là có gọi điện cho mình. Thì mình mới vừa làm cái clip để mình hướng dẫn với bạn đó. Sẵn thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, để cho mọi người khi mà mình giá nắm thì sẽ được cái tỷ lệ thành công cao. Cái đầu này á, thì mình sẽ gắn vô trong cái bánh xe nè. Đó. Rồi bây giờ á, thì mình dặn hết cái bê tông về vị trí ở dưới đít này rồi. Mình sẽ để nắm vào nè. Đây. Để nắm vào. Thì để nắm như vậy xong rồi đó thì mình sẽ lấy cái đít lục giác này mình sẽ nhận vào ha. Đây mình sẽ lấy cái đít lục giác này mình đẩy cái đầu nắm vào một tí xíu như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ dặn vào cái này gắn vô bánh xe nè. Bây giờ mình không có bánh xe thì mình làm thao tác về cho nó dễ ha. Rồi bắt đầu là mình sẽ vặn nó vào. Rồi bây giờ là bắt đầu mình dặn nè ha. Mình cứ tưởng tượng là này đang ở trong bánh xe đi. Thì khi mà mình cầm cái bộ về mình sẽ cầm cứng nha, mình không có lắc qua lắc lại. Và mình dặn nè, thì mình dặn đều. À mình dặn đều tay nha. Mình dặn đều tay từ từ. Đó, tới đây mình nghe là bê tông nó đang ép cái nắm vô nè, mình dặn từ từ thôi. Đừng có dặn mà nhanh quá. Thì để cho nó có cái thời gian mà nó ép cái nắm ra. Đó, thấy không? Đó, cái nắm nó đi qua là nó như vậy. Đó, rồi nắm bây giờ đã đi qua được rồi nè. Đó. Rồi, tới đây là hết rồi nè. Cái nắm bây giờ nó đang bị cứng như vậy. Mà mình làm xong rồi đó, mình thấy ra mình kéo ra. Thì tức là cái nắm nó sẽ bị dính kẹt ở trong cái đầu này. Bây giờ mình dặn hết rồi mình xoáy nè. Cái này cái đầu nắm bây giờ đang nằm ở trong cái vỏ xe mình rồi. Tại vì mình gắn cái vỏ xe nó sẽ qua tới đây. Thì cái đầu nắm nó qua vỏ xe, mình trả ngược cái bê tông như thế này. Trả cho ra hết luôn. Rồi ra hết tới ngoài rồi thấy không? Ra hết rồi. Rồi ok, bây giờ là bê tông nó không có còn ép cái nắm nữa. Rồi mình kéo nè. Tại vì nếu mà có trong vỏ xe đó, khi mà mình kéo ra thế này thì nắm nó sẽ nằm trong và mình đã thành công. Còn nếu như mà mình để cái bê tông này nè, nó ép vô trong đây, khi mà mình kéo ra như vậy thì nó sẽ bị kẹt cái đít nắm, không có ra được.